đây là máy của Quân này. Quân sign in vào đi. Đăng nhập vào. Rồi xong. Bây giờ Quân muốn vào sử dụng đóng góp code cho cái project của tôi. Thì Quân sẽ kéo xuống chọn cái project Quân sẽ đóng góp này. Đâu rồi? Vào cái T3H. Đây đây đây, đây K30B1 này. Ở đây. Sao cái gì mà lắm này? Vào đây. Sau đó Quân sẽ tiến hành là fork. Fork code ra. Được chưa? Bây giờ đã Quân đã có một cái repository là K30B1 ở Quân NVIT. Đây. Được chưa nhỉ? Code bây giờ nó sẽ giống hệt code của tôi. Và code bên này giống hệt nhau. Được chưa? Trước hết là chúng ta cứ phải lấy code mới nhất từ cái nhánh chính là tức là nhánh của tôi, repository của tôi về nhánh của Quân đã. Được chưa? Tôi tiến hành là đẩy code mới của tôi lên trên đấy. K30B1 ở đâu? Đây không? Dạ. Ủa dạ. Rồi ok, rồi check out về. Clone. Bitbucket, anh em. Cancel. GitHub. Chờ một chút nó sẽ tải về. Đây. Đây K30B1 đây đúng không? Select. Continue. Rồi. Continue luôn. Để tôi để document là K30B1. K30 có nhiều này cơ mà. Rồi, tôi sẽ đẩy sang là gạch ngang repo. Rồi finish. Đến đây nó sẽ tải cái project của tôi về. Chờ một chút sẽ rất là nhanh đâu. Đây nó sẽ ở trong này, nó sẽ có K30B1 repo này đúng không? Nó cũng đúng code ở trên GitHub này. Bây giờ tiếp theo tôi copy toàn bộ code ở trên cái ở các cái bài của tôi về, copy vứt vào trong này. Đây, bây giờ tôi sẽ có rất là nhiều code. Được chưa? Các bạn sẽ kiểm tra trong này, nó sẽ thêm rất là nhiều file vào đây. Đấy, nó đang index và thêm cực kỳ nhiều file. Tất cả các file của tôi có thì nó đẩy hết vào đây, tôi commit nó lên. Đây, để thực hiện tương tác cho dễ, đây bấm chuột phải vào commit. Tôi sẽ commit là update code. Commit lên. Commit này nó chỉ dừng lại ở việc là lưu trữ code ở trong cái phần mềm Smart Git trong máy tôi thôi. Sau đó tôi muốn lưu trữ ở trên web đấy, trên web các bạn tôi nhìn là chưa có gì đúng không? Tôi reload lại. Nó cũng chưa có gì mới đúng không? Bây giờ tôi đẩy code lên, push. Thì code sau khi đẩy sẽ lên được trên kia. Rồi xong rồi. Giờ trên này sẽ là code mới của tôi. Được chưa? Rất là nhiều. Tiếp theo vào cái của Quân. Quân có reload gì thì cũng không có code mới. Đúng không? Bởi vì Quân đang lấy sử dụng code ở cái nhánh của tôi nhưng mà là code cũ. Bây giờ Quân muốn lấy code mới nhất của tôi về thì Quân lại phải làm cái việc này, vào bấm vào pull request này. Tạo pull request này. Không bấm được. Đây, thấy chưa? Cái base fork tức là sẽ merge code từ lấy code từ một nhánh nào đấy hoặc từ một cái repository nào đấy về. Thì ở đây Quân sẽ chọn là cái nào. Đây chọn ở đây chọn Quân NVIT. Rồi, bây giờ chúng ta bấm vào compare này. Lấy từ code từ thiện THK30, thấy chưa? Sau đó chúng ta chọn pull. Cái này nó nhạy vậy. Đây. Chọn pull request. Rồi xong. Kéo xuống một chút, chúng ta sẽ có thấy là cái phần merge. Pull request là yêu cầu được merge code.
còn merge pull request, tức là đồng ý cho cái việc merge những cái code mới kia vào nhánh của mình. Rồi xong. Xong rồi đấy. Bây giờ Quân vào lại cái trang của Quân đi. Vào lại code của Quân. Sẽ nhìn thấy rất là nhiều cái mới được kéo về. Kéo xuống đi Quân ạ. Thấy không? Giờ giống chưa? Bây giờ bất cứ khi nào các bạn cần code mới thì các bạn phải tạo pull request từ cái nhánh của tôi vào nhánh của Quân. Được chưa nhỉ? Đấy. Vào nhánh của Quân. Sau đó là bây giờ Quân code ở Quân code ở cái repository của Quân đã là mới nhất. Bây giờ Quân tiến hành pull code về đi. Sử dụng git bình thường pull code về. Đây. Kéo lên. Đây này. Đấy, copy cái này. Rồi đấy, kéo về, sử dụng cái gì thì sử dụng. Được chưa? Đấy là cách lấy code mới nhất về. Git clone. Paste cái kia vào, enter xuống. À quên, còn thư mục nữa đúng không? Lâu vậy. Mạng chậm quá. Thấy chưa nhỉ? Xong chưa? Bây giờ nhá. Rồi ok, xong phần của Quân. Tiếp theo này. Bây giờ nếu mà tôi muốn bây giờ cứ coi những cái nhánh của Quân là cần phải mật code đi. Đúng không? Bây giờ tôi code trên nhánh của tôi. Tôi ném cái thư mục vào đây của chúng ta là ví dụ L30 này chẳng hạn, hoặc là tôi tạo ra một cái L31 đi. L31 xong, giờ tôi copy tôi quăng vào đây. Đây là code trong buổi ngày hôm nay, ví dụ tôi để là file index.html xếp xuống. Đây tôi để code html. Đây tôi viết là hello Quân IT xếp xuống. Xong chưa? Tiến hành là sau khi các bạn viết thêm nó sẽ có thêm file gì nó track vào và chúng ta chọn hết và Ctrl K. Còn là chuột phải ở đây commit, đẩy code lên, push lên. Update lesson 31. Commit code lên. Sau khi commit xong thì code ở trên này nó sẽ được thay đổi. Và sau khi push xong, code trên này sẽ được thay đổi. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái L31. Hello Quân IT. Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn cái nhánh của tôi được áp dụng cho nhánh của Quân thì tôi cũng tiến hành tạo pull request. Đây. Chuyển đến Handmaster, đẩy sang Quân IT, compare master. Được chưa? Checking create pull request. Đấy, tiến hành mở. Rồi Quân bây giờ mở cái tài khoản của Quân ra xem code đã mới nhất chưa? Ta xem có cái L31 chưa? À nhầm, viết nhầm. Quân chưa có à? New pull request này. Tôi viết nhầm đấy. Đây. Vào Quân này, từ thiện TH này. Được chưa? Từ thiện TH trỏ vào Quân. Tạo pull request update lesson 31. Rồi, xong. Quân bây giờ sẽ từ từ để tôi tìm lại. Rồi, bây giờ Quân kéo lên trên đi. Đây Quân sẽ nhìn thấy cái có một cái pull request đâu rồi. Đây pull request đây. Sẽ nhìn thấy có cái update lesson 31 đúng không? Đấy, bấm vào đây. Đấy, kéo xuống. Đấy, thấy không? Đây là tôi yêu cầu mật code của tôi vào nhánh của Quân. Thì Quân sẽ mật pull request confirm. Và bây giờ code của Quân sẽ là mới nhất. Về code đi Quân. Có L31 chưa? Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta chia sẻ cái nguồn tài nguyên của chúng ta với nhau. Các bạn code cái gì
thì các bạn sẽ tiến hành là muốn đẩy lên cái nhánh của ai, repository của ai, thì các bạn cái bên phải, cái bên này tạo pull request và cái nhánh bên phải này, đây này, đây cái nhánh bên phải này là cái nơi sẽ được mật code, còn nhánh bên trái này là lấy code từ bên này kéo sang bên này, được chưa? Tất nhiên khi mà chúng ta code nó sẽ có khả năng xảy ra bị lỗi, được chưa? Ví dụ như sau, ví dụ như sau, vào code này, kéo dưới đi Quân, kéo dưới cùng đi. Đây, tôi kéo xuống L31. Ở file index này tôi viết là tôi sửa nó. Đây, sao sửa được? Hello Mr. Thiện TH. Kéo lên trên, à, kéo dưới cùng đi. Xếp xuống. Có mid train. Được chưa? Nhưng mà đồng thời tại thời điểm này, đồng thời tại thời điểm này tôi cũng sửa code của tôi. Tôi cũng sửa code của tôi. L31. Đây là viết ABC GZ gì đấy. Lưu lại. Xong. Được chưa? Bây giờ tiến hành, Quân tiến hành tạo pull request mới từ nhánh của Quân vào nhánh của tôi. Rồi, new pull request. Đây. Đây là nhánh Thiện TH này từ Quân này, thấy chưa nhỉ? Đây, nó bị lỗi này. Can automatic mod, don't worry. Thì mình sẽ tiến hành như sau. Đây, hai thằng đều bị lỗi. Yeah. Chúng ta có thể là split. Cái này tôi cũng chưa thử bao giờ. Ủa, sao không... Đây này, nó bị lỗi đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành là cứ tạo pull request thôi. Đây nó không có update conflict create pull. Rồi ok, bây giờ đến lượt tôi, Quân cứ pull thôi. Còn tôi sẽ update conflict, nhìn thấy của Quân đẩy lên này. Tôi nó chắc chắn nó sẽ có một cái phần là compile. Đây resolve conflict đây. Thấy không? Đây conflict này. Nhánh này là nhánh của tôi, nhánh này là nhánh của Quân gửi lên này, nhánh này là nhánh của tôi này, được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng một thằng này, chúng ta xóa thằng kia đi. Xóa cái này đi. Xóa nốt cái này. Được chưa? Đây là một cách. Cách thứ hai là chúng ta dùng cả hai thì chúng ta chỉ đơn giản là xóa những cái này đi, sắp xếp lại theo đúng thứ tự. Ví dụ như của tôi cần xuất hiện trước của Quân thì tôi copy cắt cái của Quân vứt lên, à, cắt của tôi vứt lên đây trước của Quân, sau đó tôi sẽ mark commit một, đó là commit lên này. Xong và chúng ta tiến hành là mở pull request. Bây giờ code của tôi sẽ là code mới nhất, không bị lỗi nữa. Được chưa? Đấy là cách giải quyết conflict khi mà chúng ta gặp vấn đề về conflict code khi mà đẩy code với nhau lên. Được chưa nhỉ? Đấy là sử dụng git. Rồi,